Lịch sử chùa Phước Thiện. Chùa Phước Thiện tọa lạc tại ấp Hậu Hòa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện nay do Đại Đức Thích Lễ Đức đương nhiệm trụ trì. Năm 1940, tại vùng đất thuộc xã Hậu Thành, bấy giờ có ông huyện hàm Phạm Ngọc Cơ, vì mến mộ đức hạnh tu tập của người bạn là ông Đinh Văn Khai, pháp danh Quảng Chơn, nên ông đã hiến 3.000 mét vuông đất cho người bạn để cất lên thảo am tu tập. Về sau, ông Đinh Văn Khai xuất gia và có pháp danh là Thích Trí Phước. Thầy ở đây tu tập cho đến năm Kỷ Mùi 1979 thì viên tịch. Là người trung niên xuất gia, nên khi còn tại gia, thầy Thích Trí Phước có chủng tử. Một trong những người chủng tử của thầy là ông Đinh Văn Nhu, cũng đã phát tâm xuất gia học đạo, có pháp danh là Thích Từ Hòa, tức Hòa Thượng Thích Quảng Sĩ. Ngôi thảo am này ban đầu chưa có tên gọi. Đến năm 1960, được sự cho phép và ủy quyền của thầy Thích Trí Phước, Hòa Thượng Thích Từ Hòa đã đứng ra vận động xây dựng nơi đây khang trang hơn và đặt hiệu là Chùa Phước Thiện. Hòa Thượng Thích Từ Hòa viên tịch vào ngày 6 tháng 6 năm 1995, trụ thế 82 năm. Sau khi Hòa Thượng Thích Từ Hòa viên tịch, chùa Phước Thiện được Đại Đức Thích Lễ Đức, thế danh Đinh Văn Bích, đảm nhiệm trụ trì và chăm lo cho tam bảo đến ngày hôm nay. Với trách nhiệm của người trụ trì thừa đương Phật sự, Đại Đức Thích Lễ Đức đã từng bước phát triển đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập và hành thiện. Sau nhiều năm xây dựng, cơ sở vật chất dần bị xuống cấp. Đến năm 2009, Đại Đức trụ trì bắt đầu khởi công xây dựng lại ngôi chánh điện chùa Phước Thiện bằng chất liệu bê tông cốt thép kiên cố. Mái đúc dán ngói, nóc chùa có cổ lầu hình tháp 3 tầng, tượng trưng cho tam bảo luôn ngự trị. Bên trong ngôi chánh điện, thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba pho Tây Phương Tam Thánh. Các khoảng tường xung quanh bên trong ngôi chánh điện được gắn rất nhiều phù điêu Đức Phật A Di Đà. Đại Đức trụ trì cũng cho xây dựng đài thờ Tây Phương Tam Thánh, Quán Âm Cát, điện thờ Bồ Tát Di Lặc phía trước sân chùa, xây dựng tháp chuông, cổng tam quan và kiến tạo lại hoa cảnh xung quanh chùa, làm cho khung cảnh ngôi già lam nơi đây càng trở nên thanh nhã. Ngày nay tuy tuổi đã cao, nhưng Đại Đức Thích Lễ Đức không ngừng công việc trùng hưng chốn tổ. Hiện tại Đại Đức trụ trì đang cho xây dựng lại tổ đường và tăng xá trong tương lai gần. Sau khi các công trình hoàn thành, chắc chắn sẽ làm cho ngôi chùa càng thêm xinh đẹp hơn, góp phần làm trang nghiêm giáo hội. Một thuở vùng quê thanh vắng, phước duyên hát khúc chào mừng, thiện tín về nơi tu tập, đạo vàng từ đó vang xa.